Nước mắt và mồ hôi thì đều có vị cay, nhưng mà thà là chịu cái vị cay của những giọt mồ hôi đến từ sự nỗ lực, còn hơn là phải nếm cái vị cay từ những giọt nước mắt của sự hối hận. Những điều mà con người chúng ta muốn làm thì có quá nhiều, chỉ sợ là hết cái cuộc đời của mình không biết có làm được hết hay chưa. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là ngay bây giờ những gì mà chúng ta có thể làm thì có làm hết chưa? Đã có làm hết mình, hết sức, hết tâm, hết nhiệt với những gì mà mình đang có thể làm chưa? Cái điều đó mới là điều quan trọng nhất. Nếu như bây giờ bạn đã thấy mình ổn, vậy thì coi thử mình có thể làm nó ổn hơn nữa hay không? Nếu bây giờ mình thấy là mình tốt rồi, thì coi thử là mình có thể làm tốt được nữa hay không? Nếu bây giờ mình phát triển ở mức đó rồi, thì coi thử mình còn có thể phát triển lớn hơn nữa hay không? Thu nhập một tháng mình kiếm bao nhiêu đó rồi, coi thử mình có thể tăng được thu nhập được nữa hay không? Coi thử khả năng, năng lực đúng không? Và tất cả mọi cái phẩm chất bên trong con người của mình, ở bây giờ mình còn có thể làm được tốt hơn nữa hay không? Nếu như câu trả lời là có thì làm đi các bạn, làm hết đi các bạn. Tôi tin là chắc chắn chúng ta vẫn có thể làm tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn nữa. Cái điều mà mình vừa nói đến, cái điều đó nó thể hiện được cái ý chí cầu tiến của một con người. Thực sự trong cái khả năng, trong năng lực toàn bộ trên một cái con người như thế này, không có một ai họ có thể nói được rằng là cái gọi là cái điểm cực điểm của nó, là cái điểm maximum nó có thể phát triển được đến đâu, không ai nói được cả các bạn. Nó là vô hạn. Điều quan trọng là chúng ta có phát huy, có phát triển bản thân mình đi đến cái giới hạn tối đa hay là không. Hãy làm tốt nhất những việc ở hiện tại bạn có thể làm. Việc gì có thể làm hết. Việc gì có thể làm tốt hơn, làm hơn nữa. Bởi vì sao các bạn? Kết quả sẽ không bao giờ phụ những ai hết lòng vì nó.